Đang mà xem có đôi giày nào vừa vừa như thế. Hả? Không có đôi nào á? Thế à? Dòng mấy cái dòng lao động ấy, mình còn dòng giày đẹp nó lao động hết, mấy cái lao động rồi hết sạch giày đẹp rồi. Có cái con à, cái keo đâu nhỉ em? Vâng. Ừ. Đầu tư tí keo ấy về hai đôi giày nó bục mẹ. Mang vào trong chơi. Xong tiện mua thêm đôi nữa. Keo hết rồi. Thế bọn này đâu hết mà trọ ở đây không ai à? Đâu công nhân đi làm hả? À thế à? Làm cả ngày cả đêm. Anh có thằng em nó cũng cũng làm mấy này, cũng làm ở bao bì nhưng đéo biết nó trọ ở đâu đây. Đây là nhà chủ đây à? Nhưng mà vẫn tính trọ ngoài kia gì? Bỏ đấy thì 5 triệu thì coi lại có bán hàng gì? Nhưng mà cô ra thế nghỉ cô làm gì? Dạy á? Dạy gì? À thế à? À. Anh tưởng không dạy thì đọc chú đi làm thì chết nhỉ. Lại dạy lấy lương cao. Đủ ăn thì có đến 30 triệu một tháng vẫn chỉ đủ ăn thôi.